Hello, xin chào mừng toàn thể quý chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube Sanma TV cả nhà. Hello cả nhà, chào mừng toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của mình nha. Thế nhà, thì hôm nay anh em mình tiếp tục quay lại miếu ông già để xem cái vong quỷ đồ chọc coi hôm nay như thế nào mọi người. Thì cả nhà, thì ở lần trước anh em mình đến đây thì anh em mình chưa kịp thả cái vong ra thì ông già xuất hiện và ông đã thả cho cái vong quỷ đồ chọc ra cả nhà. Nói chung thì chắc có lẽ cũng đã giáo huấn gì đó đến cái ông quỷ đồ chọc này, thì anh em mình cũng có thấy là quỷ đã bò lên chân ông và gian sinh một cái điều gì đó rồi ông mới kiểu như dỗ đầu nó rồi ông mới bỏ đi. Thì không biết là ông nói những gì nhưng mà ông đã thả ông quỷ đồ chọc ra rồi. Thì cái lúc đó đó cả nhà, có vẻ như là quỷ đồ chọc xin ông cái điều gì đó mà ông không có chấp nhận hay gì. Cho nên ông quay lưng đi và biến mất. Thì hôm nay thì anh em mình trở lại đây thì chủ yếu là muốn biết coi cái vong quỷ đồ chọc này nó còn ở đây hay không, hay là khi mà được thả ra đây rồi có thể trở về cái căn nhà quan kia hay không, và nó xem nó thử coi nó có ăn năn hay là nó có làm hiền lại hay không. Thì nếu mà nó biết ăn năn làm hiền thì sẽ có cơ hội cho anh em mình giúp cho nó đi mọi người. Thì cái nhà thật sự thì chuyên về cái vong quỷ đồ chọc này thì anh em mình cũng rất là đau đầu trong cái thời gian mà ở căn nhà quan đó cả nhà. Thì quý cô chú anh chị mà có theo dõi hai anh em mình thì cũng đã biết, nói chung là cái vong quỷ đồ chọc này thứ nhất là có biết bùa phép, cho nên đối với anh em mình thì rất là khó khăn về cái cách mà cái lúc mà anh em mình giao tiếp á, không có giao tiếp được. Thì hôm nay á, để anh em mình vào xem nếu mà có cơ hội mọi người thì anh em mình sẽ cố gắng tiếp cận, tại vì vong quỷ đầu chọc đã gặp ông già và ông già lại giáo huấn cái điều gì đó, thì anh em mình cũng thử xem quỷ đồ chọc này có thay đổi bản tính hay không, để anh em mình từ từ đến gần và từ tiếp cận và tìm rõ nguồn gốc này nọ để giúp cho ông mọi người. Thì cả nhà, thì nói chung thì khi mà anh em mình đưa cái vong quỷ đồ chọc đến cái khu vực miếu thì anh em mình cũng rất là yên tâm. Thứ nhất là ở khu vực này thì có ông già quản lý, thì đôi khi những cái vong dữ đến đây gặp ông cũng phải khắc phục thôi cả nhà. Thì không biết là vong đó còn ở đây hay không, hay hoặc là nó quay lên ngôi nhà hoang đó hay là thế nào đó, thì bây giờ anh em mình sẽ đi vào trong và xem như thế nào mọi người. Ok, thì bây giờ hai anh em mình xin mời cả nhà cùng theo hai anh em mình nha. Đi thôi cả nhà. Rồi cả nhà. Thì bây giờ anh em mình sẽ tiến vào bên trong những cái cây to này mọi người. Ok cả nhà. Thì hôm trước ông già đã có lẽ là ông già cũng thấy thương xót hay gì đó đến vong nên ông đã thả đi. Thì nói chung anh em mình cũng rất là mong là quỷ đầu chọc sẽ thay đổi bản tính và hiện lại để cho anh em mình tiếp cận và hỏi rõ nguồn gốc. Thứ nhất, cái thứ hai là anh em mình sẽ có cơ hội giúp cho ông quỷ đầu chọc đi siêu thoát mọi người. Hôm trước anh em mình đến đây là khi mà mang cái vong của quỷ đồ chọc đến đây thì có vẻ như là ở đây không có một cái vong linh nào hết, chắc có lẽ ông già buồn hay sao á. Ông xuất hiện và ông thả luôn cái vong quỷ đồ chọc ra luôn cả nhà. Ông buồn không có ai tâm sự. Hay là chọt luôn rồi, hay là quay về nhà quan nữa rồi, mà chắc không đâu, tại vì đã đến đây em quản lý rồi dễ đi được, mà cũng biết phải không, gì cục cái vậy, cây gì tại, cây gì tưởng đâu nó ngồi cục lừ đi chứ.
Nó giọt luôn rồi ta. Không thấy gì vậy. Thì hai bọc muốn tách cho mọi người. Thì có gì anh em mình sẽ quay lại cái nhà hoang ở kênh lớn mọi người. Cái nhà hãy đón xem ở cái video đầu kênh lớn, anh em mình sẽ đến quay lại cái nhà hoang đó nha. Thì bây giờ thì kệ kệ đứng từ xa nó cái gì phải không? Đó đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, không phải đôi chọc, đúng rồi. Đấy, lại, lại, lại. Đâu rồi ta? Mới thấy đi vô đây nè. Mới thấy vẹo vô cây. Mới thấy vẹo vô trong đây nè. Không. Mới thấy vô rõ ràng vô đây nè. Rõ ràng vô trong đây nè. Còn còn anh em mình đi một vòng rồi không thấy, nó cũng đang thất vọng đó nè. Nói chung là cũng đang thất vọng, sợ là cái con quỷ đồ chọc này chở vô cái nhà quan kia thì rất là khó khăn cho anh em mình nữa. Nhưng mà cũng vừa rồi vừa mới bắt đầu anh em mình phải đặt đứng đây đi gõ gốc cây này mất tiêu nè. Đi 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 đi. Còn cây không? Cây đó, nó cây gai không đó. Cây 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 hay cây chanh thì. Chanh á, gai không. Trụ. Ở đứng lúc kia anh Nguyên. Đứng lúc kia đó. Đúng rồi. Đi nữa rồi. Đi đó nữa rồi. Ui dạ. Ui dạ. Ui cây nữa rồi. Ừ. Không. Mới thấy quậy vô cây nữa nè. Chắc vậy á. Nó vậy. Thì cái con quỷ đồ chọc này xuất hiện hai lần ở đây luôn nè. Ừ. Thì bây giờ anh em mình thấy đa phần là con quỷ đồ chọc nó xuất hiện ở đây và đi vào thân cây thì biến mất luôn rồi. Cái thân cây này là những cái lần trước, những cái bông linh lúc trước cũng hay hay trên cây này. Ừ. Ừ. Đứng đằng cây kia kìa. Nó tụi giống đó. Không biết là hôm nay có hiện hay không mà nãy giờ anh em thấy cũng xuất hiện vài ba lần rồi, nhưng mà kiểu cho mình thấy rồi là đi vào thân cây biến mất luôn rồi. Đi vô cây nữa rồi.
Thì hôm nay quỷ đầu trọc xuất hiện cho anh em mình thấy nhưng mà cỡ xa không à. Xa không à? Không có là gần. Mà thì không biết là anh em mình không biết là con này có hiện hay không. Thì cái nhà theo anh em mình nghĩ thì đến được đây thì ông già quản lý thì chắc có lẽ nó sẽ hiện lại. Thì bây giờ anh em mình thấy đa phần là quỷ xuất hiện dấu thân cây này hai lần luôn rồi. Hồi bây giờ hôm nay mình đặt cam vào gốc cây thử hay sao? Hôm nay mình đặt cái cam vô cây thử coi sao? Cúng kiến vô gốc cây coi sao? Nãy xuất hiện 2-3 lần đây. Bây giờ đặt cái hướng nào mà cho vừa thấy gốc cây này, vừa thấy cái khu vực bên đây luôn nè. Hướng nào hả? Thì có hướng bên đây nè. Lấy nha. Lấy gốc vậy nè. Vậy được nè, nhưng mà con cái là kia nó hơi xa tối thôi. Tại vì được nè, đây nè, đây xéo rồi đó. Được. Từ đây cũng được. Thì cái nhà ơi. Thì nãy giờ thì anh em mình cũng thấy là cái vong là xuất hiện ở đây hai lần, ở đằng kia một lần. Thì chắc có lẽ anh em mình cũng sẽ tạm ngưng để chuẩn bị và đặt cam vào gốc cây này thế nào. Thì có lẽ anh em mình sẽ đặt gốc vị trí xéo, lấy cái thân cây và lấy một cái khoảng trống đằng cái miếu. Đó thì để cho cô chú anh chị em, anh chú chị em mình xem nó rõ hơn và nó góc nó rộng hơn để quan sát xem là quỷ đầu trọc nó ẩn mình ở đâu hoặc là xuất hiện ở đâu mọi người. Ok, thì anh em mình tạm ngưng cái nhà. Ok nhà ơi. Thì hai anh em mình hôm nay sẽ đặt ở vị trí gốc cây nè mọi người. Thì cái nhà thì từ đầu nãy anh em mình đi vào thấy, anh em mình cũng có nói rồi, thì đặt vào gốc cây này để xem thử coi có phải là cái bông quỷ đầu trọc trú ngụ trong cây này không. Thì hôm nay á, con quỷ này xuất hiện như ở xa rồi biến mất chứ không có kiểu như là gần luôn rồi. Thì anh em mình nghĩ là vong này chắc có lẽ cũng đã được ông già giáo huấn và hầu như thì đã cũng có một cái sự chuyển hướng cái tâm ý rồi. Thì anh em mình từ từ cúng kiến cho vong và tiếp cận xem như thế nào. Ôi. Cái nhà thì anh em đã cúng kiến xong, bây giờ anh em mình sẽ tránh mặt ra phía sau miếu để cái nhà mình xem thử vong lên có xuất hiện mọi người. Cái nhà thì bây giờ hai anh em mình sẽ tạm rời khỏi chỗ này nha. Giờ hai anh em mình sẽ đi lại miếu và ngồi ngoài sau sau miếu cái này.
vô mới đụng cái mặt vô đây. Ê. Tới cái nhà ơi. Bây giờ quỷ đồ chập đang ngồi trên cây đâu mọi người. Thì chắc lẽ là Vong cũng ngạc nhiên lắm, cũng không biết tại sao mình có mặt ở đây phải không? Thì hôm trước á, hai anh em chúng tôi đến đây và thả ông ở đây. Thì mà khi mà ông đến đây, ông sống ở đây á, là ông thấy như thế nào? Thì ở đây á, thì có ông già ông Lý. Đó, thì ở lần trước thì ông già cũng đã chính tay thả ông ra. Đó, thì ông già cũng đã cho một con đường để ông có thể quay mình chuyển hướng, để quay lại cái thiện để anh em tôi giúp. Thì bây giờ ông, nếu mà ông muốn được anh em tôi giúp thì ông phải bỏ đi cái tính là giữ hại người thì anh em tôi giúp mới được. Thì biết là ông có đồng ý là để anh em tôi giúp hay không? Gật đầu. Thì mới thật thời thì chú có hỏi vợ ông, thấy ông cũng gật đầu cả nhà. Thì nếu như mà được thì anh em tôi sẽ đến đây thường, và anh em sẽ tôi sẽ kiếm cách giúp cho Vong của ông. Thì nếu mà ông lừa anh em tôi á thế nào đó thì mọi hậu quả thì ông phải chịu đó nha. Bắt đầu. Thì vậy cả nhà. Muốn bắt hay. Kêu rồi. Dạ. Còn gì khác tôi. Thì từ nãy là Tú có hỏi thì thấy Vong ông gật đầu, thì chắc có lẽ ông cũng nghe được điều Tú vừa nói. Thì cả nhà đến đây thì chắc có lẽ anh em mình cũng xin khép video lại. Thì cả nhà thì có gì á, anh em mình sẽ đến đây thường để giúp cho Vong. Thì nói chung thì mình cũng đã hỏi và ông cũng đã đồng ý như thế, thì để xem như thế nào thì anh em mình sẽ giúp mọi người. Thì cả nhà thì nếu cả nhà có quý anh em mình thì cả nhà hãy vào đăng ký kênh và nhớ bật chuông lên để nhận được những video mới nhất của anh em mình nha. Thì ok, cảm ơn mọi người đã xem video này rất là nhiều nha. Bye bye mọi người.